chạy theo đến tàn kiệt này em hành trang bước đi mắt hồ phát chiếu bóng người như cùng muốn em ơi ở lại sẽ không còn những cánh diều những buổi chiều tung tăng với mây. Xin chào mọi người, xin giới thiệu mọi người là đây là cây cầu Bạch Đằng, là một cây cầu bắc qua sông Bạch Đằng trên tuyến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nối liền hai tỉnh thành Quảng Ninh và Hải Phòng, là một trong những cây cầu lớn nhất cả nước và đứng thứ 3 trong số 7 cầu dây văng có nhiều nhịp nhất thế giới với 4 nhịp dây văng. Ở phía trước là trạm soát vé của cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Hôm nay là ngày cuối tuần nên cái lượng xe sang Quảng Ninh rất đông. Đây là khu vực khai báo y tế dành cho xe. Công tác khai báo y tế đã xong. Phải nói công tác khai báo y tế ở đây là hiện đại, nhanh gọn. Và hôm nay rất may mắn là có người bạn đồng hành đi cùng Giang Nguyễn. Đây là đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, có chiều dài 25 km, gồm 19,5 km đường cao tốc và 5,45 km cầu Bạch Đằng, với vốn đầu tư là trên 13.600 tỷ đồng, vận tốc tối đa 100 km/h, kết nối 3 trung tâm kinh tế và du lịch lớn của miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, hình thành nên chuỗi giao thông trọng điểm liên vùng. Đây là quốc lộ 18, còn được gọi là quốc lộ 18A, là tuyến đường đi qua 4 tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh. Chiều dài toàn tuyến là 303 km, tốc độ tối đa là 80-100 km/h và tối thiểu là 40-50 km/h. Ở điểm đầu là từ sân bay quốc tế Nội Bài, điểm cuối là cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ở đây bắt đầu là vào khu du lịch Bãi Cháy. Sau thời gian dài giãn cách thì toàn bộ khu du lịch này rất là vắng vẻ. Nay thì đã trở lại trạng thái bình thường mới, do vậy người tham gia giao thông cũng đông vui nhộn nhịp hơn. Cháy một phía trước là vườn Nhật Bản. Đây là trung tâm thành phố Hà Nông. Bên phải trước kia là những căn nhà tập thể được xây dựng đến năm 70 của thế kỷ trước. Do xung cấp, hiện nay được khoác trên mình áo mới là những khu trung tâm thương mại và những tòa nhà chung cư cao tầng trông khang trang và sạch sẽ. Ở đây phía trước là cột đồng hồ trung tâm thành phố Hà Nông, được xây dựng với tổng kinh phí là trên 35 tỷ đồng. Và qua cột đồng hồ thì là đến đường Bao Biển, thành phố Hà Nông. Đây là đường Bao Biển, Hạ Long. Tháng 5 năm 2020, là con đường ngàn tỷ dài hơn 6 km, chạy dọc bờ biển Hạ Long Quảng Ninh, được đưa vào sử dụng và nhanh chóng trở thành điểm nhấn, điểm thu hút du khách cũng như người dân Quảng Ninh. Con đường như một tuyệt tác bên bờ biển di sản
thiên nhiên thế giới, thành phố Hạ Long đã dành hơn 1.700 tỷ đồng để làm nên con đường ven biển dài hơn 6 km. Sau tuyến đường bao biển Hạ Long có tên chính thức là đường Trần Quốc Nghĩễn đang dần trở thành điểm thu hút khách du lịch đến với Hạ Long. Được biết, tuyến đường ban đầu dự kiến làm với 4 làn xe, sau được điều chỉnh mở rộng lên 6 làn xe. Hai bên đường phía giáp bờ biển về hè được mở rộng tới 28 m, tạo nên một không gian thoáng rộng rãi để người dân có thể vui chơi ngắm biển. Một bên về hè rộng 5 m, sau đó là những dãy biệt thự nguy nga tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp bên bờ biển. Tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn sẽ kết nối với tuyến hầm qua vịnh Cửa Lục và đường bao biển Bãi Cháy, tạo hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và là điểm nhấn tham quan du lịch cho du khách cũng như người dân. Bên cạnh đó, dọc tuyến đường là sự hiện hữu của các công trình thương mại, văn hóa, du lịch trọng điểm của tỉnh và thành phố như Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Hạ Long, Bảo tàng, Thư viện tỉnh, Hội chợ triển lãm, Quảng trường 30 tháng 10, Công viên Hoa Hạ Long, tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo sức hấp dẫn đến với Hạ Long, Quảng Ninh. Xin thiệu mọi người, đây là toàn bộ cái khu vực tòa nhà Cá Heo ở trung tâm triển lãm của thành phố Hạ Long, tỉnh Ninh. Đây, xin thiệu mọi người, khu vực này, khu vực Bến Đoan, thành phố Hạ Long, tỉnh Ninh. Thì trước đây khu này là tàu ra vào tấp nập buôn bán hàng hóa thông thương. Xa xa bên kia thì là cầu tàu dành cho tàu du lịch của phía Bãi Cháy, cái khu du lịch Bãi Cháy. Và sang bên phải thì là cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là bến tàu cá ở phía sau chợ Long 1, cung cấp các hải sản tươi sống. Và nếu nhà mình khi nào ai có dịp về Hạ Long thì nên
chợ Hạ Long thì mua đặc sản mực giã tay. Đây mực giã tay rất là ngon. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin hẹn mọi người ở video lần sau. Xin cảm ơn.